Ôi bầy cá hồng rồng, cá hồng rồng khói đèn. Nước bữa nay hơi trong. Được một con cá chê. Ôi cô chú anh chị mình như thế tham không? Dân vẫn chưa nhìn thấy được con cá gì. À, lại là một chú bắt giới. Chú bắt giới khổng lồ. Ôi sáng nay là dính nhiều, dính tới hai con cá chê và hai con cá lóc. Đây dân sẽ bắt ra ngoài cho cô chú mình nhìn xem. Đây là con cá chê khủng. Cá chê này là nó dính hồi đầu sáng này. Dạ mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay dân trở lại cái khu vườn quan và cái ao bỏ lâu năm về nè, tiếp tục cắm câu. Vẫn là mồi dế, mồi hảo của cá lóc, cá rô, cá chê. Lần trước là dân có cắm ở đây rồi là dính được một con cá chê rất là to. Nhưng mà vẫn còn cá nữa, nghe táp rất là nhiều. Bữa nay quyết định trở lại đây tàn sát bắt hết cá. Bây giờ là trên tay dân đã móc sẵn những cái chú dế trong lưỡi câu rồi hết rồi nè. Hồi nãy mới móc xong luôn á. Cái ao này là cô chú anh chị mình nhìn thấy không? Rất là âm u. Bịch cây cối nó che ra tùm lắm. Bề ngang thì không có da rộng nhưng mà bề dài rất là dài. Tuốt ra ngoài sao hậu luôn á. Bây giờ là dân bắt đầu cắm. Hôm nay đi hơi sớm một chút. Cắm tới đâu bịch thì mình dọn tới đó. Vô đây chắc có lẽ là đội nón không được. Ở nhà đội đi ra đây nắng quá nên cần nó. Bây giờ dục đi vô sợ mắt dướng mấy cái cây cối này. Giờ mình tiếp tục đi dọc theo con mương này. Hôm nay là từng câu dân sắm hơi nhiều, quyết định cắm hết hai bên dãy của cái ao này, bắt hết những cái chú cá khủng. Quá trời lâu năm nên cây cối tùm lắm. Đi tới đâu á là mình dọn, mình bẻ cây, mình cắm tới đó. Ở đây là cá lóc, cá rô, cá đồ, cá chê đồ là cá khủng không? Mình phải cắm chắc. Ủa? Cái gì nhăm nhăm vậy ta? Lại coi kỹ coi. Ui! Ui, bầy cá hồng rồng. Cá hồng rồng khói đèn. Ui là chèn, nó cuộn tròn, nó xây 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 coi kìa, quá trời đông luôn. À, vô tình hôm nay đi cắm câu sớm mà phát hiện được bầy hồng rồng luôn. Quá đông. Cái này mới nở mấy ngày. Cái con của nó còn hơi đỏ đỏ. À được rồi. Hên quá. Để đây. Mình sẽ ra đây nhấp. Bữa nay đi cắm câu sớm hơn. Tiếp tục dân đi lại đằng này vừa cắm vừa dọn nữa. Mềm gầm khói đèn thì thường nó không có đi xa. Hôm nay mình cắm câu đi. Dừa khô nó rụng quá trời. Nước bữa nay hơi trong. Cắm cần cuối cùng. Để đây phi phi ra thăm. Rồi. Quá trời mệt. Nắng quá. Dạ mến chào cô chú anh chị và các bạn. Giờ thì cũng hơi phia, dân đi thăm câu. Trên tay dân có cầm cái bọc dế nè. Cái cừng nào mà hết mồi thì mình sẽ móc lại sáng đi thăm một quần nữa. Bây giờ bắt đầu thăm tượng đây. Hồi chiều là cái khu vực vườn này là dân cũng có chia sẻ với cô chú anh chị mình, gọi là khu vực quan nên tùm lắm. Chỉ dọn nổi tới đây thôi, không có dọn nổi ra tới ngoài sao hậu.
một khúc này thăm đầu rồi bắt đầu bọc qua bên kia. Giờ là mời cô chú anh chị và các bạn đi thăm câu cùng dân coi có dính không nha. Cái tường này im ru rồi. Còn mồi để đó đi sáng là thăm thêm quận nữa. Khu vực này hơi âm u cho nên mình có rủ thằng cháu nó đi cùng. Cường này cũng im ru luôn. Im còn mồi. Con cầm bọc mồi đi. À, tới nữa nè Nguyên. Chiều. Ôi dính cá con ơi. Để cái xô đây đi. Nó giật cây cao. Né. Ôi con cá rô. Con cá rô đồng. Dính được con cá rô đồng. Mập ú à. Đưa bọc dế luôn con, đưa bọc dế. Tuy rằng nó không có bự nhưng mà mập lắm. Rồi để lại đây đi. Sáng thăm. Nè con cầm bọc dế đi. Cái chừng nó nhảy ra hết á. Nó còn mạnh lắm. Cái bọc mình nó hơi nhỏ. Tới cây nữa nè Nguyên. Cái khu vực này có. Ui dính nữa rồi Nguyên ơi. Đây. Dưới cái ánh đèn của dân ban đêm. Không biết cô chú anh chị mình nhìn thấy có rõ không ạ. Coi nè nó quấn cái một đống rác luôn rồi nè. Con cá chê trắng. Sợ ruột quá à. Từ từ. Nguyên. Phụ có cầm cái này. Bắt từ ở dưới. Ủa nó quấn à. Sụt lui Nguyên ơi. Được một cá chê. Cái khu vực này là cái ao bỏ hoang lâu năm. Dính cá là toàn là cá khủng không đó. Ôi nó ăn sâu quá. Nó ăn hồi đầu hôm hay sao nó quấn một cục gác luôn. Cá chê bự quá trời luôn á. Đưa mồi con. Ủa nó kêu nữa kìa. Ủa lạ vậy nghe cái tiếng cá chê kêu mới lần đầu tiên nghe tiếng luôn á. Bây giờ móc mồi. Cắm lại chỗ cũ. Móc thêm con nữa đi cho nó bự bự. Vẫn cắm lại chỗ cũ luôn. Cái ghế dừa. Ghế dừa cắm không nổi. Cắm sơ sơ thì sợ. Sợ nó cá bự nó lôi mất cây câu của mình. Rồi. Xích đằng này có nữa nè. Xích đằng này có thằng Cường bỏ cái dép luôn đi. Cường này im ru rồi. Còn mồi. Dạ mến chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay là dân tiếp tục đi thăm câu. Đây là con cá chê và con cá rô. Hồi tối mình đi thăm nè. Tối đi thăm mấy cần đầu á, thì có dính được hai con này. Nhưng mà mấy cần sau mười mấy cần á, nó không có dính gì trơn. Chắc có lẽ là dân sẽ cắt rút ngắn video lại để mất thời gian của chú anh chị mình xem. Sáng hôm nay thì dân đi tiếp tục thăm coi có dính hay không. Mời cô chú anh chị và các bạn đi cùng dân xem coi có dính không nha. Sáng hôm nay thì dù có dính hay không thì mình cũng sẽ nhổ câu luôn để đi vị trí khác. Cần này không có dính. Mắc miếng giác. Giờ tiếp tục đi nữa. Hồi tối thì cái khu vườn âm u này dân cũng hơi lạnh, sợ nên mượn thằng cháu nó đi. Còn sáng nay nó đi học rồi, tự mình đi một mình.
Ban ngày thì nó dễ. Ui nó lôi, cá lôi liệt cường câu luôn rồi kìa. À cái đầu con cá nó nổi lên luôn kìa. Cô chú anh chị mình nhìn thấy ở dưới nó đen đen không? Ý, nó dính miếng ghét luôn nè. Dính đầu hôm hay sao nó hơi khờ. Cá lóc. Rồi nó bị khờ rồi. Cá lóc đen thui à. Ở trong cái ao này như thế này cũng gọi là cá lóc lớn rồi đó. À, Hên, sáng nay thăm Hên. Khu vườn gai không mà nên mang dép. Tiếp tục đi lại lần này thăm những câu còn lại. Im ru là biết không dính. Cỏ gác nhiều quá. Hết mồi. Ủa, nghe nó táp. Để tiến lại gần coi. Ui, cá gì đây mà nó lôi liệt luôn rồi kìa. Lôi quặng cái đèn câu luôn. Đi dân ngóng thử rồi. Ui, cô chú anh chị mình nhìn thấy tham không? Dân vẫn chưa nhìn thấy được con cá gì. À, lại là một chú bắt giới. Chú bắt giới khổng lồ. Nó lôi sắp gãy cái đọt cần câu luôn nè. Đây chú bắt giới bự chảng luôn. Đây cô chú anh chị mình nhìn thấy. Ở đây ngồi cũng được. Đứng đi cho mình nhìn rõ hơn. Thấy hàm. Ủa, sắp gãy luôn rồi nè. Công nhận cây câu này mình mua tốt thiệt. Nó dẻo. Bác bắt giới trắng. Đây, con cá trê này bự hơn con cá trê hồi tối nữa. À, sáng nay hên quá. Mồi dế là mồi hảo của mấy em mà. Mình tiếp tục đi lại thằng này. Để cái xô đây đi, khu vực này nó hơi bịch cho nên đem vô sợ nó dướng. Cần này không có dính nha. Này có nữa nè. Thấy nó im ru rồi hiểu rồi đó. Ai. Ai. Hết màu vậy. Giờ dân tiếp tục đi nữa. Thăm những cần còn lại. Sáng thăm trúng mánh. Quằn tay luôn này. Đây em ru. Ý. Mấy cừng này nó ăn hết mồi rồi. Cũng im liềm luôn. Rồi, mình đi tiếp. Nặng rồi. Hôm nay cắm ở cái khu vực này thăm hai lần. Sáng nay trúng mánh. Ui, ấy nữa nè. Không biết cá gì đây. Thấy cái đầu đen đen kìa. Chỗ này hơi khó. Hơi khó bước. Ôi. Lại là chú bắt giới nữa. Đây, quằn câu luôn. Coi cây cần câu muốn gãy luôn rồi nè. Đen thui luôn. Chú bắt giới đen thui.
Giờ mình tiếp tục đi thăm những cái cừu còn lại nằm ở dãy này nè. Đây tới một cừu nữa nè. Sao nghiêm gu vậy? Đây dính nữa kìa. Cái đầu đen đen kìa. Để dần ngóng thử thôi. Cá lóc và cá chê đây. À, một chú cá lóc. Ôi, con cá lóc. Ở đây nước nó không có được, không có được trong. Nó hơi đen đen cho nên là cá của mình đó, nó đều màu hơi đen đen hết. Cá lóc cá chê gì cũng vậy. Coi nè. Con nào con nấy dính cần đều quằn như vậy. Ôi. Con cá lóc ú mềm. Bỏ. Để vô xương nghe cái xào. Bây giờ dân tiếp tục đi lại đằng này. Còn nữa. Ồ, được bao nhiêu đây rồi đây. Cần em ru à. Có khi nào cái mé cao quá chùi xuống đây luôn không ta? Ê. Ốc, vỏ ốc quá trời. Bìm bẹp nó tha lên để nó ăn. Tới nữa nè. Im ru. Rồi, hiểu rồi, không dính. Cừu này còn mồi. Con mồi. Bỏ mồi này đi chứ cũng đâu có sử dụng được. Nó hôi à. Giờ mình đi mình thăm mấy cái cừu còn lại không có dính thì cũng nhặt phải nhổ để dời sang vị trí khác. Dạ, nãy giờ là dân đã đi thăm câu xong. Cái khu vực mà âm u tuốt ở ngoài sau này là nó hơi bịt quá, dọn không nổi, dân lòn vô cắm đại thì không có dính. Cho nên là chắc có lẽ mình sẽ cắt rút gọn với video để xem cho ngắn hơn chút, dễ nhìn, dễ xem. Đây là thành quả thăm câu. Hồi tối thì có một con cá chê và con cá gô. Cá gô đồng đâu rồi, nhỏ quá nó bị lấp. Sáng nay là dính nhiều, dính tới hai con cá chê và hai con cá lóc. Đây, dân sẽ bắt ra ngoài cho cô chú mình nhìn xem. Đây là con cá chê khủng. Cá chê này là nó dính hồi đầu sáng này, còn cá chê nhỏ hơn đó là dính hồi đầu hôm. Đây là hai con cá bự, con cá lóc và một con cá chê. Cá chê này là nó hơi đen đen. Đây, cá lóc cũng vậy, tại do cái màu nước ở trong ao khu vực mình là cây cối rậm rạp, nước nó không có trong nên cá của mình nó màu như thế này. Hai con cái màu cũng đều đen đen hết. À, thành quả thăm buổi sáng nay thì trúng hơn hồi tối. Vậy quá. Mấy con cá chê còn lại thì cũng to. Đây đây đây, lần lượt. Đây, cũng to nha. Cá chê này hồi tối nè, không có được bự nhưng mà ú lắm cô chú anh chị và các bạn. Nhìn thấy cá đồng là phân biệt dễ hơn cá nuôi nhiều nha. Nó nhớt quá. Sáng nay thăm mới là dính nhiều trúng mánh. Đây, tất cả thành quả. Dân nghiêng cho cô chú anh chị mình xem cho rõ. Đây là tất cả thành quả. Những cái con cá hồi nãy bắt ra là những cái con cá bự thôi. Bắt ra cho dễ nhìn. Dạ, dân xin kết thúc video tại đây. Chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe ạ.